Rồi, xin chào tất cả anh em nhá. Nay giới thiệu, trân trọng giới thiệu cho tất cả anh em về cái con ba bánh nhá. Anh em bên nào cứ bước ra nhá, chuyên động cơ xe máy. Đấy thì hôm nay giới thiệu cho anh em một con này là bên em mà sản xuất cho một bác là chuyên chở rác đô thị nhá. Thì nó gồm bộ số tiến lùi này, một bộ số mạnh. Đấy thì chi tiết bộ phụ tùng nó ở đằng sau video nhá. Các bác nào mua thì các bác cứ đăng ký kênh, ủng hộ kênh thì sau cái phần phụ tùng em sẽ để về sau nha anh em nhé. Đấy thì bên em chuyên gióng chế con này ben lật thùng nhá. Thì con này bác này mang xe đến cho em thì bên em chế thì có bộ khung gầm với khung xương này, tất cả là em làm đầy đủ hết. Đấy, lốp 500/2 có số phụ này. Đấy, cài thùng này em chưa hoàn thiện mà cái này sơn vào nữa thì là tuyệt vời luôn. Đấy, tất cả dòng xe là anh em chế được hết, dòng xe số nhá. Đấy, thùng này con này nó cao 1 mét, thùng dày dặn, các bác chở rác thì nó chở được nhiều. Đấy, thùng rộng sạch rất chi là ấy, thùng mở ngang để cho anh em dễ đổ mở ra cái anh em đổ. Rồi, xin chào tất cả anh tôi em đây nhé. Chi tiết bộ phụ tùng đây, này thì bên em giờ đang bán cầu số 7 tạ này, số 5 tạ 7 tạ nhé. Bên em đầy đủ bên hết em chuyên tất cung cấp tất cả các loại động cơ xe ba bánh. Đấy, bác là mua thì cái số điện thoại em để góc màn hình nhé, thì bác có mua thì cứ alo trực tiếp cho em số điện thoại đấy. Thì bên em cung cấp đầy đủ hết cả máy này, cầu dài từ 80 mm, cầu lắp nhíp 5 lá. Đầu tiên là bộ chế đầu tiên này bên em chọn bộ thì là chọn bộ số tiến lùi, số mạnh như con em vừa chế. Đây bên em này, cầu số bên em còn rất chi nhiều, máy móc còn rất chi nhiều. Thì các bác có thể tham khảo qua. Đầu tiên em sẽ đi bộ mua thì cứ alo cho em số điện thoại là được. Đấy, gồm số tiến lùi. Số tiến lùi này, bộ đầu tiên là số tiến lùi như vừa em quảng cáo ấy. Thì máy này, số tiến lùi này. Cái số điện thoại liên hệ mua hàng của em. Đấy. Còn bộ thứ hai nữa là số điện thoại mua hàng của em đây. Số điện thoại liên hệ mua hàng của em nhé. Liên hệ trực tiếp số điện thoại của em đây nhé. 0364011683. Máy này bên em giờ bán 4.2 triệu, máy 125. Máy hàng gì? Máy thì bên em có nhiều chi tiết ấy lên bên em giới thiệu sau. Giới thiệu trước từ máy. Thì đây là con máy hàng gì? Con này máy 125. Combo đủ bộ nó sẽ là hộp số tiến lùi. Hộp số tiến lùi này. Hộp số tiến lùi này thì bên em bán lẻ cốt 17 và cốt 20 anh em nhé. Số tiến lùi này thì là cốt 17 lắp cho Wayzin. Còn là 125 cốt nào thì bên em sẽ bán theo cho anh em. Số tiến lùi chọn bộ phụ tùng thì nó đầy đủ hết. Cả cầu số lốp nhíp. Đấy, kia số phụ này. Giá bao ship tất cả cặp lốp nhá, lốp 400/2 anh em nhé. Phụ tùng đầy đủ, nó sẽ là cầu 400/2. Hai khớp lối, một khớp trượt này. Quang nhíp để treo nhíp trước nhíp, này. 4 lá, 5 lá anh em nào mua thì bên em sẽ. Cầu thì có mấy mức cầu cho anh em lựa chọn. Mức 80 đến 1m1 anh em nhá. Đấy. Lốp 400/12. Thì nó đầy đủ hết thì nó theo một cặp lốp, đầy cặp đủ hết để cho anh em tham khảo. Xăm lốp đầy đủ mà giá bao ship của cái thời lượng video của em nó ngắn ngắn thì em tạm qua. Đây là hộp hình thức xe thì nó chế này thì các bác mua nhiều bán 6,5 triệu tham khảo thì bên em nha, vào Zalo nhé. Đây cầu bên em rất chi nhiều nhé, có hướng dẫn thứ video 2. Cụ thể cái bộ 6,5 triệu chưa có máy các bác nhá, lưu ý máy các bác mua thêm, máy 4,2 triệu đầy đủ hết. Đây còn bộ thứ hai bên em số giới thiệu cho tất cả anh em cầu là phanh dầu này, cầu đít tròn, cầu to, số 5 tạ này. Đấy, còn cầu số 5 phanh tạ dầu này thì là 5 tiếng một bộ, 5 tiếng một lùi. Thì cái máy bây giờ bên em bán riêng này. Máy đây là máy 125, máy Hanshin 130 anh em, máy nội địa Hanshin 130 Trung Quốc. Máy giờ bán 4,5 triệu, bao ship tận nhà cho tất cả anh em. Thì là đấy, hộp số 5 tạ chế của nó đầy đủ đơn giản cả cái dây nhá, hai khớp lối. Đấy, anh em mua lẻ thì bên em bán quay sang một khớp lối này. Anh em mua số 5 tạ anh em có máy 110. Số 5 tạ nó còn nguyên zin, nó vẫn còn xương bắp ra nhá. Anh em gác máy như này số là còn tốt lên bên em mới bán. Nên một dây nữa thì bên em giờ đang bán. Đấy, thì các bác liên hệ số theo đầy đủ hết cả cần cả dây anh em nhé, đầy đủ hết cả cần bác cả dây. Bác cứ thiện chí các bác cứ alo. Đấy, cả cần đây dây đầy báo đủ giá hết. Như hết đấy. Đấy. Và các anh bác em mua số 5 tạ thì các bác đầy đủ hết hai khớp lối này. Quang nhíp treo nhíp và cầu phanh dầu nhíp 5 lá. Cầu lốp luôn 80 đến 1 mét. Cầu phanh dầu nhá. Cầu số lốp nhíp đầy đủ thì nó có đủ hết cả ống tiêu này. Còn đây là phần cầu phanh dầu, nó đắt hơn cái cầu thường kia. Phanh tay để em hết anh em nhé. Và anh em chỉ cần đổ lên mua cầu phanh dầu tải cho anh em 2 tấn. Cầu 2 tấn phanh dầu cho anh em nhé. Rất chi nhiều. Đấy.
bộ đấy. Cái này thì em tả sơ qua để anh em mua cái loại như nào hình dung ra được. Anh em mua bộ này thì nó cái chi tiết thì chỗ nào lắp ở chỗ nào thì sau video là hay đấy, anh em có gọi Zalo cho bên em thì bên em sẽ hướng dẫn đầy đủ hết cho anh em. Bên em còn rất chi nhiều loại máy cầu số, bên em còn rất chi nhiều cầu. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh đủ anh em tham khảo video máy là anh em sẽ xem được. Rồi chào tất cả anh em, rất chi nhiều.